Nathanael, vị tông đồ mơ mộng. Gioan chương 1, câu 47. Nathanael là người nghệ sĩ nhất trong số 12 tông đồ. Ông là một người thần bí duy tâm, một người sống trên mây, một ông thánh. Ông là loại người mà ra đường với quần áo xốc xếch, tóc không chải, giày không buộc, áo quên cả cài nút. Nói chuyện với ông, chúng ta có cảm giác là ông đang đi vắng. Ông không chú ý đến người đối thoại. Ông nhìn vào xa xăm, ông cứ như trên cung trăng rơi xuống. Đó là hình ảnh của vị tông đồ mơ mộng. Ông sống trong giấc mơ, không lúc nào ông có vẻ tỉnh táo cả. Ông thiết lập cái tháp ngà trên mây trên gió. Tóm lại, ông sống như một kẻ si tình. Ông si mê với một viễn tưởng, si mê với con người, si mê với nước trời. Trong phúc âm Matthew, Marco và Luca, tên Nathanael không xuất hiện, nhưng được gọi là Bartolomeo. Ông là Nathanael Bartolomeo, hay là Nathanael, con của ông Tôn-mai. Vì sao một người như Nathanael lại được chọn làm tông đồ nhỉ? Ông có ích gì cho nước trời? Ông là một người thiếu thực tế và hướng nội. Phải chăng nước trời cần đến những người hướng ngoại, những người hành động, những người hăng say? Còn Nathanael thì hầu như không làm gì cho ra hồn. Trao cho ông việc gì, ta có thể đoán ra phần nào rằng công việc đó sẽ không được hoàn tất. Có thể ông không nghe ta căn dặn. Có thể ông lẫn lộn đầu đuôi. Nhận công tác xong, ông không bắt tay ngay vào việc, vì ông không bao giờ gấp rút cả. Ông chậm chạp, thờ ơ. Ông bảo rằng, ông muốn làm, ông sẽ làm. Ông biết trước là phải làm, nhưng bao giờ mới làm đấy. Dù sao, ta cũng cảm thấy Nathanael có một nét độc đáo trong lối sống của ông. Ông có vẻ thích thú đời sống của mình. Một người thực tiễn luôn luôn gấp rút. Một nhà doanh thương không thể ngồi yên. Một người tân tiến bám chặt vào thời dụ biểu. Nhưng ông thì không có thời dụ biểu. Ông cũng không lệ thuộc thời dụ biểu. Đối với ông, cái câu giờ nào việc nấy thật là xa lạ. Ông không thắc mắc đến thì giờ và công việc. Ta có thể hiểu vì sao Chúa chọn Phêrô. Phêrô là một người hăng say nhiệt tình, một người lăn xả hoạt động. Ta cũng có thể hiểu vì sao Chúa chọn Philip. Philip sử dụng đầu óc chín chắn, biết nghiên cứu môi trường, thiết lập kế hoạch, phân công và tổ chức. Ông ấy là người thực tế. Ngay cả Andre không có tài năng bao nhiêu, nhưng Andre cần thiết cho nước trời. Vì tài năng duy nhất của ông là đưa ra từng người về với Chúa. Nhưng còn vì sao Chúa lại chọn Nathanael, một người mơ mộng nhỉ? Ông là một người mảnh khảnh, luộn thuộm, có vẻ thiếu dinh dưỡng, nhìn mặt có vẻ xa vời, có vẻ nghệ sĩ mà lại không có khả năng nghệ thuật nào. Nathanael không thể làm việc như Phêrô, không thể suy nghĩ thực tiễn như Philip. Ông cùng họ sánh vai, nhưng đầu thì để trên mây, mơ những giấc mơ và thấy những giấc mộng. Chúng ta thử nhìn vào Kinh Thánh để tìm hiểu vì sao Chúa Giêsu lại chọn ông. Khi ông đến gặp Chúa Giêsu, người đã thấu suốt lòng ông. Đức Giêsu thấy Nathanael đến với người, thì người nói về ông: này đây một người Israel đích thực, trong mình không có gian dối. Thật là một lời khen nồng ấm. Một người không gian dối, một người không tính toán, một người không mưu mô, một người không giả hình. Ông không nghĩ xấu cho ai. Ông không bao giờ vạch lá tìm sâu. Ông không bao giờ chẻ sợi tóc làm tư. Ông không tìm kẽ hở trong lời đối thoại. Ông chấp nhận mọi người một cách thoải mái. Ông sống với những ý nghĩ thanh cao, nên không có giờ để xảo trá. Ông vượt hẳn những ti tiện nhân gian. Ông vượt qua bên kia bờ của lừa gạt
giả hình. Thế nhưng, trước lời khen của Chúa, chúng ta thử đi sâu vào lòng Nathanael. Philip, bạn ông cũng vừa mới gặp Đức Giêsu. Vì sao hai người lại làm bạn với nhau nhỉ? Khó mà hiểu nổi. Philip thật là kẻ lè tè dưới đất, còn Nathanael thì suốt đời mơ mộng trên trời. Philip thì hành động đúng nơi đúng lúc, còn Nathanael thì thờ ơ chậm chạp. Dù sao thì sau đây là một sự kiện. Philip gặp Đức Giêsu rồi đến bảo Nathanael: "Chúng tôi đã gặp người, đấng Messia, đấng mà Môi-se và các ngôn sứ đã ghi chép, người là Giêsu quê ở Nazareth." "Ồ, anh gặp rồi hả Philip? Ai nói với tôi câu đó thì tôi còn chấp nhận, chứ người đó lại là anh sao? Anh là người thực tế và chỉ nói khi có bằng cớ mà. Thế mà anh lại đi tin rằng lời Môi-se và các ngôn sứ đã ứng nghiệm qua cái nhân vật mà anh gặp. Tên ông ấy là gì?" "À, Giêsu à? Anh bảo rằng Giêsu ở Nazareth ấy." "Ồ, Nazareth, đấng Messia có thể đến từ kinh đô Jerusalem hay từ Bethlehem như kinh thánh nói, hay ít ra cũng từ một thành phố lớn như là Capernaum, sao lại đến từ Nazareth? Đúng là một cái hang cùng vô nghĩa trên quả đất. Và lại, anh cũng biết người dân ở đó nhỏ nhen, cố chấp, ngu si nữa. Vậy mà anh đứng đây bảo với tôi rằng người ấy là đấng Messia, đấng giải phóng. Anh nhớ chứ, đấng được Thiên Chúa sai đến lại không chọn một thành phố quan trọng nào từ Đan đến Bethsaida mà lại xuất thân từ Nazareth. Từ Nazareth thì có thể nảy ra điều gì tốt được?" Nathanael dù không xảo quyệt, dù không gian dối, nhưng lại là người đầy ắp thành kiến. Con người thường là thế, có một đức tính nhưng lại thiếu bao nhiêu đức tính khác. Người ta có thể là người ta không giả hình, nhưng ta vẫn mang sự khinh khi kẻ khác trong lòng. Ta có thể tốt như Nathanael, nhưng lại vẫn có thể chứa đầy chất độc của thành kiến. Nathanael không gian dối, nhưng ông không phải là người hoàn thiện. Nhận xét đầy vẻ cố chấp của ông vẫn còn trong Kinh Thánh. Làm sao sự việc như thế lại có thể xảy ra? Con người mơ mộng này, con người trầm mặc này, người Kitô hữu này, chi thể của giáo hội này, chẳng phải người ta vẫn coi ông là một người cởi mở, một người không có thành kiến đó sao? Làm thế nào mà chính ông lại là người mang đầy thành kiến? Con người sống trên mây tự cho mình cao trọng hơn kẻ khác. Ngoài những công việc làm ăn, ông đã đọc được một vài cuốn sách đạo, một đôi lần suy gẫm trong tuần, trong khi những người khác thì không ham thích giáo lý. Ông là một Kitô hữu biết ít nhiều về Kinh Thánh, trong lúc những người kia là những người tội lỗi. Đây là lối suy tư của ông. Là một người trí thức, ông khinh thường những kẻ thất học. Là một người ở giai cấp khá giả, ông nhìn xuống giai cấp công nông. Là một người hoạt động ở đô thị, ông coi mình có giá hơn những kẻ sống ở xó xỉnh Nazareth. Đối với một người thành kiến như vậy thì phải làm gì? Philip nói với Nathanael: "Thì hãy đến mà xem." "Không tranh luận, hãy đến mà tự tìm lấy, đến mà đối diện với sự kiện. Nếu như anh muốn buộc tội cả thành phố vì anh đã gặp một người xấu trong đó, anh hãy đến tìm gặp một người khác cũng ở thành phố đó để xem anh có còn khư khư ôm cái định kiến của anh nữa không. Hãy đến gặp Đức Kitô, người sẽ xóa bỏ thành kiến của anh. Người sẽ làm cho anh mắc cỡ khi người nói: đây quả là một người Israel đích thực, trong mình không có gian dối." Nathanael, làm sao người có thể nói như thế đối với anh? Làm sao người đã có ý nghĩ thật đẹp về anh? Phải chi người biết được điều anh đã nói về người? Phải chi người biết được cảm nghĩ của anh đối với dân Nazareth? Nhưng này, anh Nathanael, người biết chứ? Người biết về anh nhiều hơn
là điều anh dám tưởng tượng. Người biết lòng dạ của anh, người biết thâm sâu của anh. Anh không thể giấu giếm điều gì với người. Người Nazareth này làm cho anh ngạc nhiên anh nhỉ? Anh hỏi, bởi đâu mà người biết tôi? Anh chưa bao giờ thấy người cả. Hay đã có lần nào gặp người rồi? Có thể anh đã gặp người nhưng chưa thấy người. Trong một lúc lo ra không chú ý, lời nói của người làm anh sực tỉnh. Trước khi Philip gọi anh, tôi đã thấy anh dưới gốc cây vả. Người đã nhìn thấy anh mà anh không thấy người. Anh ngồi đấy để suy tư, nghĩ về Chúa, mắt nhìn về xa xôi, trong khi Chúa Giêsu theo dõi anh, trong khi không có ngả mắt trần tục nào nhìn thấy được. Mắt Chúa Giêsu nhìn vào sâu thẳm lòng anh. Người đã thấu suốt tâm hồn anh. Philip đã nói gì về người? Đó là đấng đã được Môi-se ghi chép, đó là đấng các ngôn sứ nói đến như một đấng Messia. Người đã biết anh từ khi anh còn ngồi dưới gốc cây vả. Từ Nazareth đã nảy ra cái gì tốt đây? Anh chột dạ, đáng lý anh không nên nói như đã nói. Anh ân hận về thành kiến của mình. Lạy Thầy, Thầy là con Thiên Chúa, là vua Israel. Nathanael đã tin thật, thật là chóng vánh. Một người nghệ sĩ thì không cần nhiều bằng cớ. Ông không giống như Thomas, người đa nghi. Ông không giống như Philip, một người thực tế nhìn kỹ trước khi tiến. Ông tiến tới trước khi nhìn. Chúa Giêsu cũng lấy làm lạ. Câu chuyện mới bắt đầu và kẻ đối thoại đã bị chinh phục. Chỉ mới một dấu hiệu còn con. Chúa Giêsu bảo, anh tin tôi bởi vì tôi bảo rằng tôi đã thấy anh dưới cây vả. Anh sẽ còn thấy những điều trọng đại hơn nữa. Tôi bảo anh sẽ thấy thiên cung mở rộng và thiên thần Chúa lên xuống trên con người. Nathanael, anh là người hay mơ mộng, anh sẽ thấy những giấc mộng. Nathanael, anh là người tâm linh, anh sẽ nhìn thấy những ánh sáng trong những lần ngất trí, anh sẽ nhìn thấy thiên đàng. Đầu anh trên mây, anh sẽ thấy thiên thần. Anh sẽ không bao giờ đạt tới một điểm cao hơn khi anh cảm nghiệm được con người trong vinh quang, và anh sẽ cảm nghiệm trong khi cầu nguyện và suy gẫm. Vâng, có thể Nathanael không phải là người thợ xây dựng nước trời, cũng không phải là nhà truyền giáo như Phêrô, Giacôbê, Gioan. Ông đã sống chân chạm đất mà trí óc lại ở trên trời. Nhưng ông cũng vẫn có thể là một tông đồ, vì khi theo nhóm được tuyển chọn thì ông đã nhắc cho ta thấy rằng nhiệm vụ đầu tiên của con người chúng ta là đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa, là sống đời sống không mưu mô gian dối, là hướng về sự tinh tuyền của Chúa Giêsu Kitô, là trở nên một thánh nhân, là chiếm hữu cái độc nhất. Nathanael là người tiên phong trong số những tâm hồn nhạy cảm tìm gặp Chúa Giêsu bằng chiêm nghiệm. Nathanael là một Francisco thành Assisi, một Thomas Kempis, tác giả cuốn Gương Chúa Giêsu. Nathanael là người tiên phong trong số những người được Thiên Chúa chiếm hữu, như Teresa hài đồng Giêsu, như Charles de Foucault. Nathanael trả lời câu hỏi mà thế giới ngày nay muốn biết: hiện nay có còn những vị thánh sống không? Có thể sống trong thế giới vật chất này, trong thế gian tội lỗi này, với lòng trong sạch của một vị thánh không? Còn chăng những tâm hồn không gian dối? Còn chăng những tâm hồn có đức tin như trẻ thơ, để tin vào Thiên Chúa mà không lý luận chăng? Và có thể tiến lên trong Chúa bằng cách thực hiện phúc âm theo nghĩa đen, mà không giải thích theo ý mình cho thích hợp với tình trạng, mà không dám từ bỏ không? Còn chăng những Kitô hữu đích thực? Chúng ta có quyền mong mỏi tìm thấy họ giữa các tông đồ như Nathanael, vị thánh được Chúa hoàn toàn chiếm hữu. Chúng ta có quyền mong mỏi tìm thấy giữa thế giới ngày nay, tìm thấy họ. Chúng ta phải sống trong tinh thần đó, chúng ta phải cầu nguyện trong tinh thần đó, để mai kia khi gặp Chúa Giêsu trước tòa phán xét,
người sẽ nói với ta: này đây đích thực là một người Kitô hữu, trong lòng không có gì gian dối.